Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Messi có hành động hạ mình gây tranh cãi. Trong một hình ảnh được chia sẻ rất nhiều trên mạng Internet, siêu sao Lionel Messi là người nằm phía sau bức tường chống đá phạt của Man City. Hành động này của cầu thủ người Argentina đã khiến danh thủ Rio Ferdinand bị sốc. Messi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho PSG trong chiến thắng 2-0 trước Man City ở vòng bảng Champions League. Siêu sao người Argentina lập kỷ lục ghi bàn tại đấu trường châu Âu trong 17 mùa giải liên tiếp. Tuy nhiên, hành động Messi nằm xuống sân để che chắn trong tình huống đá phạt của Man City cũng đã để lại nhiều ấn tượng. Trên kênh truyền hình BT Sport, danh thủ Rio Ferdinand choáng váng khi chứng kiến tình huống này. Ông cho rằng một siêu sao như Messi không nên hạ mình như vậy. Nếu Mauricio Pochettino từng yêu cầu Messi nằm ra như vậy trong buổi tập thì có ai đó phải ngăn cản lại chứ. Điều này không thể xảy ra với Messi. Thật là thiếu tôn trọng với một ngôi sao như vậy. Nếu tôi là đồng đội, tôi sẽ đề nghị nằm xuống thay cho Messi. Xin lỗi, tôi không thể chứng kiến cảnh này, Rio Ferdinand cho biết. Việc một ngôi sao tầm cỡ Messi tham gia vào công tác phòng ngự là điều hiếm thấy nhưng ở PSG, Kylian Mbappe cũng từng phải hành động như vậy. Messi đang cho thấy sự chuyên nghiệp và quyết tâm hòa nhập đội bóng thủ đô nước Pháp. Không riêng gì Messi, ngay cả Ronaldo cũng phải lui về phòng ngự và tìm bóng khi trở lại thi đấu cho Mu. Hai ngôi sao hay nhất bóng đá đương đại đang đối mặt với những thử thách mới trong sự nghiệp và thái độ của họ khiến các đàn em cũng phải Messi phục. khai hỏa, gieo sầu cho thầy cũ và xây hạnh phúc mới. Tôi khá chắc Messi sẽ hạnh phúc ở PSG, Pep Guardiola nói vào thứ hai. Thật không may cho huấn luyện viên người Tây Ban Nha, ông đã đúng để rồi cùng Man City nhận thất bại dưới tay học trò cũ. Lionel Messi đã có một khởi đầu khó khăn sau khi gia nhập đội bóng thủ đô nước Pháp. Anh không ghi bàn trong 3 trận, dấy lên mối xung đột với huấn luyện viên Mauricio Pochettino khi bị thay ra và dính chấn thương đầu gối. Nhưng cuối cùng thì Messi đã trở lại với đẳng cấp mà anh đã thể hiện trong suốt sự nghiệp. Đó là phút 74 và Messi lao lên phía trước với quả bóng trong chân. Bên ngoài đường biên hẳn Pep cũng có thể mường tượng ra những gì mà người học trò cũ sẽ gây ra như ông từng nói messi luôn đưa ra quyết định chính xác và mọi chuyển động cú chạm bóng của messi đều hoàn hảo thứ làm nên sự khác biệt giữa messi với những cầu thủ còn lại chính bộ não gồm tốc độ tư duy nhận thức không gian và ý thức về các chuyển động xung quanh vì vậy messi đã khiến hai cầu thủ man city bị lừa họ nghĩ rằng anh sẽ sập thẳng xuống khu vực cánh phải nhưng không anh vòng ra sau họ và tiến vào không gian ở trung lộ rồi anh phối hợp với kylian mbappe khi bóng được trả lại cũng là lúc anh sẵn sàng để tung ra cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái vào góc xa. Bóng không chỉ hiểm hóc mà còn lao đi với tốc độ trái phá. Thủ môn Ederson thậm chí còn không kịp phản ứng. Đêm thứ ba ở Park de Princes PSG mở tỷ số từ phút thứ 8 bằng bàn thắng của Idrissa Gueye. Thế nhưng Man City của Pep nhanh chóng thiết lập sự thống trị và tạo ra vô số cơ hội. Có những thời điểm, như hai cú dứt điểm chạm xà ngang liên tiếp của Raheem Sterling và Bernardo Silva mang lại cảm giác sớm muộn gì đội khách cũng có bàn thắng. Tất cả gợi nhớ về trận bán kết lượt về Champions League mùa trước, khi PSG cũng mở tỷ số nhưng sau đó thúc thủ 1-2 trước Man City ngay trên sân nhà. Pochettino vẫn ở dưới phép một bậc và PSG không phải cỗ máy tấn công tinh vi như Man City. Nhưng lần này, bi kịch đã không xảy ra. PSG có Messi và anh mang đến sự khác biệt công bằng mà nói, siêu sao người Argentina đã không chơi một trận hay nhất. Phần lớn những tình huống chạm bóng của anh đều ở những nơi không thể gây nguy hiểm. Anh cũng không có nhiều pha bóng bắt mắt, đồng thời không cung cấp những cơ hội tốt cho đồng đội. Không ai hiểu Messi hơn Pep và huấn luyện viên của Man City đã thiết lập một hệ thống đủ tốt để hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng của siêu sao người Argentina cũng như Neymar và Mbappé. Ừ, tuy nhiên, cũng do quá hiểu Messi Ed biết rằng tất cả những điều đó vẫn không đảm bảo sự an toàn 100%. Vì đây là Messi, người có khả năng tạo nên khoảnh khắc phi thường và quyết định trận đấu. Khi nó xảy ra, tỷ số là 2-0 và Man City không thể thay đổi số phận. Họ chấp nhận thất bại và rơi xuống vị trí thứ ba bảng A sau khi FC và Club Rock đội bất ngờ đánh bại Leipzig ở trận cùng giờ. Hành trình tìm kiếm chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử trở nên gian nan hơn với Pep và các học trò. Ngược lại, khi SC tự tin họ sẽ thành công. Họ chiêu mộ Messi cho những trận đấu như thế này và anh đã đền đáp xứng đáng. Giờ thì những hoài nghi cũng biến mất. Messi đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới và tự tin bước vào cuộc sống mới. Khi anh ngửa mặt lên trời và gửi gắm ba nụ hôn hướng về phía gia đình đang hiện diện tại Park de Princes, đó không gì khác ngoài biểu hiện của sự hạnh phúc. Huấn luyện viên Pep Guardiola thán phục siêu phẩm của Messi dù đội nhà thua trận. Mặc dù chứng kiến đội nhà Man City thất bại không hai chiếc Paris Saint-Germain, Nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn bày tỏ sự thán phục trước siêu phẩm của Lionel Messi khiến thủ thành Ederson đành bất lực. Lionel Messi đã trở lại bản năng sát thủ của mình trong màu áo Paris, Paris saint Paris Saint-Germain với bàn thắng đầu tiên cho đội bóng thủ đô Paris sở phút 74 để ấn định chiến thắng 2, không cho đội nhà trước Man City. Mặc dù Man City là đội cầm bóng và kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng những khoảnh khắc tỏa sáng của đội chủ nhà Paris Saint-Germain đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola thất bại ở lượt trận thứ hai bảng A Champions League. Siêu phẩm của Messi lập được ở phút 74 đã định đoạt trận đấu và khiến huấn luyện viên Pep Guardiola cũng phải bày tỏ sự thán phục trước bàn thắng của học trò cũ ở Barcelona. Bàn thắng của Messi thật tuyệt vời. Chúng tôi biết rằng không thể kiểm soát Messi trong suốt 90 phút nhưng cậu ấy cho thấy không cần phải giữ bóng nhiều. Chúng tôi biết khá rõ khi nào cậu ấy có thể cầm bóng, bứt tốc vào phòng cấm nhưng vẫn không thể ngăn cản cậu ấy ghi bàn. Huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ sau trận đấu: "Tôi biết lối chơi của Messi. Tôi cũng đã cảnh báo với các học trò, nhưng họ không thể kiểm soát cậu ấy trong suốt 90 phút, bởi cậu ấy ở đẳng cấp rất khác biệt. Đội bóng của chúng tôi đã cố gắng phòng ngự chắc chắn, cố gắng cầm bóng và triển khai lối chơi của mình. Chúng tôi đã chơi đúng yêu cầu đề ra, nhưng không thể có được bàn thắng như cách Messi đã làm. Các cầu thủ của chúng tôi phải có được tố chất như của cậu ấy. Đó là điều phải làm trong tương lai." Công bằng mà nói Man City đã có một màn trình diễn tốt. Chúng tôi đã làm mọi thứ nhưng không thể ghi bàn. Đó là bóng đá, thật đáng tiếc. Điều quan trọng nhất là màn trình diễn. Trận đấu với Paris Saint-Germain cũng giống như trận gặp Chelsea vừa qua. Dù thua, chúng tôi phải chấp nhận sự thật, sẽ ăn ngon tối nay, uống một ly rượu vang và hồi phục trước trận đấu với Liverpool vào cuối tuần này, huấn luyện viên Pep Guardiola nói thêm. Trong khi đó, Messi bày tỏ sự vui mừng nhưng đầy khiêm tốn sau bàn thắng đầu tiên cho Paris Saint-Germain tôi đã không thể thi đấu gần đây và đây mới chỉ là trận thứ hai của tôi ở sân vận động này tôi đang thích nghi với đội mới của mình chúng tôi càng chơi với nhau nhiều hơn thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ tốt hơn tất cả chúng ta cần cùng nhau phát triển cải thiện và tiếp tục cống hiến hết mình man city là đối thủ tuyệt vời việc giành chiến thắng sau trận hòa trước dù là rất quan trọng đối với chúng tôi tôi rất vui vì đã ghi bàn messi messi nói gì sau khi mở tài khoản tại psg Lionel Messi lập công giúp PSG đánh bại Man City tại Champions League dạng sáng ngày 29 tháng 9. Đây là bàn thắng đầu tiên của siêu sao người Argentina trong màu áo PSG. Một buổi tối hoàn hảo với tôi, PSG đã thắng đội bóng rất mạnh. Điều này rất quan trọng sau khi chúng tôi bị Barca cầm hòa 1-1, tôi rất chờ đợi bàn thắng này. Đây mới là trận thứ hai của tôi ở Parc des Princes. Tôi đang dần hòa nhập với đội bóng và đồng đội mới, Messi chia sẻ trong ngày mở tài khoản tại PSG. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho PSG được Messi thực hiện ở phút 74 sau pha phối hợp đẹp mắt với Mbappe. Chúng tôi càng chơi càng hiểu nhau hơn. Toàn đội cần phải tiến bộ cùng nhau và nâng cao chất lượng thi đấu. Hôm nay PSG chơi tốt, nhưng chúng tôi cần chơi hay nhất có thể và duy trì màn trình diễn như thế qua từng trận. Messi vui mừng khi anh đang gắn kết hơn với các đồng đội trên hàng công. Trên trang cá nhân, Messi cũng đăng ảnh thi đấu cùng đồng đội kèm chia sẻ. Hạnh phúc vì PSG chiến thắng trong một trận đấu khó khăn như vậy và vì cả bàn thắng đầu tiên của tôi nữa. Còn nhiều điều nữa sẽ đến. Bàn thắng không chỉ giúp Messi giải tỏa áp lực sau 3 trận đầu tịt ngòi tại PSG. Khởi đầu tệ nhất với anh kể từ mùa 2005 đến 2006 mà còn giúp ngôi sao người Argentina đi vào lịch sử Champions League. Anh đã có mùa giải thứ 17 liên tiếp ghi bàn ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, săn bằng kỷ lục Rukarin Benzema của Real nắm giữ. Sút tung lưới Man City, Messi cũng đã có pha lập công thứ 121 tại Champions League. Chân sút 34 tuổi thu hẹp khoảng cách với người đang sở hữu nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu là Cristiano Ronaldo, xuống chỉ còn 14 bàn (121 so với 135). Chiến thắng giúp PSG leo lên đầu bảng A với 4 điểm qua hai lượt trận đầu Champions League. Caprari tiếp tục gây bất ngờ khi thắng Leipzig 2-1 để có được điểm số bằng PSG nhưng xếp sau do ít hơn hiệu số bàn thắng mạnh. Man City đứng thứ ba với 3 điểm, còn Leipzig vẫn trắng tay.